Rồi xin chào anh em. Lại tiếp tục chia sẻ cho anh em những cái rất là phổ thông và cơ bản cho những người chụp hình. Cũng như máy ảnh á, thì điện thoại nó cũng có những cái tính năng để chụp, nhưng mà nó không có những cái chế độ như là ưu tiên tốc độ, khẩu độ, mà nó có các cái tính năng tự động có sẵn trên cái điện thoại. Ví dụ như là cái iPhone là một cái mà chúng ta hay nói là chụp tự động tốt nhất, đơn giản này kia. Nhưng mà trên một cái iPhone nó cũng đã có rất là nhiều cái tính năng. Thì nó có rất là nhiều, ở trong này mình đã thấy là 6-7 cái tính năng chụp mà mình đã chứng kiến, cũng như là rất là nhiều người gặp mình trong các cái cuộc offline. Chỉ dùng mỗi cái là chụp hình thôi, cứ dơ lên là chụp bằng một cái thì không bao giờ thay đổi, không bao giờ coi thử trong này nó có những thêm những cái tính năng gì. Đó là cái mục đích mà mình chia sẻ hôm nay. Chung chung á là anh em đang có một cái điện thoại có cái cụm camera chụp hình ở trong túi. Mình nghĩ dù là những người phổ thông hay không thì chúng ta cũng nên coi thử cái máy của mình nó có những cái tính năng gì, nó có những cái thuật toán gì, những cái hỗ trợ gì mà nó giúp cho chúng ta chụp hình ở mỗi hoàn cảnh, mỗi bối cảnh nó tốt nhất, nó đạt hiệu quả cao nhất và nó cho chúng ta bức ảnh hài lòng, ưng ý, đẹp nhất. Chúng ta phải khai thác cái mà trên cái điện thoại chúng ta đang có, chứ không phải nhìn cái ảnh của ông này ông kia, chị này chị nọ hay mốt này mốt nọ chụp đẹp quá rồi đầu mình cầm cái máy ảnh tốt đắt tiền mà mình chụp không bằng người ta rồi lại buồn. Một trong những lý do đó là chúng ta chưa khai thác hết các cái tính năng cũng như là cái công năng của một cái máy ảnh trên điện thoại mà nó cho phép chúng ta chụp. Hầu như trên các điện thoại nó đều có một cái tính năng phổ thông nhất, đó là photo, hoặc là nó ghi chữ ảnh chẳng hạn, hoặc là chụp ảnh đó, những cái từ như vậy. Thì đó là cái tính năng cơ bản nhất mà một cái điện thoại nó có nghĩa là khi chúng ta dơ lên thì cái tính năng đó nó hoạt động. Thứ nhất là nó hoạt động hoàn toàn tự động, cân chỉnh ánh sáng rồi đo sáng các thứ đó. Thứ hai là thường thường với cái tính năng ảnh hay là chụp ảnh hay là photo đó thì nó dùng cái ống kính 1x, có nghĩa là ống kính phổ thông trung bình. Ống kính thường thường là khoảng chừng 25, 26, 27, 28 mm, có nghĩa là cái tiêu cự nó có một cái góc nhìn giống như là cái mắt của mình nhìn đó, là khoảng như vậy thôi. Cho nên là khi mà chúng ta chụp cái chế độ đó mà chúng ta cứ dơ lên chụp thì lúc nào chúng ta cũng chỉ chụp một cái tiêu cự đó thôi. Chúng ta không có tìm hiểu thêm là nó có những tính năng khác hoặc là có những cái ống kính khác. Ví dụ như chúng ta mua một cái máy ảnh có 3 ống kính, 4 ống kính mà chẳng bao giờ xài, rất là nhiều người mình thấy như vậy. Không bao giờ thay đổi được cái tiêu cự ống kính. Ủa 2x là gì, góc rộng là như thế nào, không tìm hiểu được cái đó thì sao mà chụp hình được. Đó thì mình nghĩ là ngay cả cái chế độ phổ thông nhất, tự động nhất của một cái máy ảnh thì ít nhất chúng ta cũng có thêm là cái này nó có mấy ống kính để chúng ta thay đổi cái góc nhìn đó, rộng hẹp như thế nào. Rồi chúng ta tìm hiểu coi mỗi góc nhìn như vậy thì nó tạo ra cái hiệu ứng thị giác, nó tạo cái sự hấp dẫn của bức ảnh. Rộng thì sao, hẹp thì sao, tele thì sao nữa, để cho cái ảnh chúng ta nó hay hơn. Cái chế độ thứ hai mà nhiều người quan tâm và thích dùng đó là chụp chân dung xóa phông. Đó, nhất là cụ Hiệp thích chụp chế độ xóa phông. Thì thứ nhất là chúng ta chuyển qua tele, chúng ta chụp 2x gì đó ha, hay là zoom chụp gì đó. Nhưng mà trên máy ảnh nó có cái chế độ tự động đó, thì ở các máy ảnh khác là họ ghi là chân dung, có nghĩa là chúng ta chọn qua chế độ đó, chúng ta chụp chân dung hay là portrait gì đó. Nhưng mà trên một số máy ảnh khác, ví dụ Samsung, họ không ghi chân dung, họ ghi là lấy nét động. Ta ghi là lấy nét động. Nhiều khi có bạn hỏi mình, lấy nét động là lấy nét làm sao? Thật ra đó là một cái thuật toán để chúng ta chụp chân dung. Nó lấy nét theo kiểu đo khoảng cách, rồi thuật toán tính toán để tách cái background ra chủ đề một cô gái gì đó chụp chân dung mà tách ra, xong rồi xử lý mờ, nhòe cái hậu cảnh, xong rồi nó ráp lại. Thì chúng ta nhìn cái bức ảnh mà chân dung đó bên sau nó mờ đi, giống như là chúng ta chụp xóa phông bằng khẩu độ lớn ở trên máy ảnh vậy. Thì Samsung họ nghĩ là lấy nét động, nó gọi là light focus đó. Thì lấy nét động có lấy nét động để chụp hình, rồi lấy nét động khi mà chúng ta quay video nữa đó. Thì như vậy thì mỗi máy ảnh nó có cái từ, nhiều khi họ dùng cái từ khác nhau mà tính chất là nó như nhau. Chúng ta coi thử nó là cái gì, để chụp như thế nào, hiệu quả làm sao, thì chúng ta khai thác được cái giá trị của điện thoại mà chúng ta đã bỏ tiền ra mua. Hay là chế độ chuyên nghiệp, chế độ có máy thì dùng chế độ chuyên nghiệp, có máy thì dùng cái chế độ gọi là thủ công, thì chúng ta vô coi thử với chế độ đó chúng ta thay đổi được cái gì, chỉnh được cái gì
ở trên cái này. Dĩ nhiên là nó không có khẩu độ không thay đổi được, còn các cái thông số khác thay đổi được hết. Đó. Rồi có một số máy khác thì là nó có thêm cái gọi là thêm thêm ở đây thì nhiều lắm. Ví dụ như đây là cái Pixel 4 này, nó có chế độ thêm. Thì trong đó có những cái gì? Có tua nhanh, có chuyển động chậm, rồi có máy thì là chúng ta bấm phát mà chúng ta cầm vậy thôi thì nó thác, nó chảy cái nó thành mờ nhòe giống như là chúng ta phơi sáng bằng cái máy ảnh gì đó, rất là hay. Hoặc là vệt xe chạy đó. Rồi bây giờ có một số máy flagship nó có cái chế độ rất là hay, như là Note 10 rồi iPhone 11, Pixel 4 gì đó, thì nó có cái chế độ nó gọi là night mode. Ở trên một số máy ảnh thì ghi là chụp đêm, có máy thì ghi là chữ đêm không thôi. Thì đó là một cái tính năng người ta đã thiết lập một cái tự động rồi, chúng ta giơ lên cầm bằng tay vậy, trong một cái đêm tối như vậy chụp một cái nó sáng gần như kiểu chụp ban ngày đó. Thì chúng ta hiểu được cái tính năng đó là chụp ban đêm, chúng ta cứ đi đêm mà thấy muốn sáng như ban ngày, chúng ta chọn chế độ gì đó chúng ta chụp. Như vậy mình muốn chia sẻ với anh em là một cái điện thoại có cụm camera nó có rất là nhiều cái tính năng chụp đó, mà gần như là tự động hết. Thì chúng ta coi thử là cái điện thoại đó chúng ta đang có nó có những tính năng gì, tính chất của nó là sao, chụp thì nó đạt được cái hiệu quả gì, chúng ta khai thác tối đa các cái tính năng mà điện thoại chúng ta đã bỏ tiền ra mua để chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Với từng cái bối cảnh, hoàn cảnh, cảnh vật khác nhau thì chúng ta chọn cái chế độ chụp khác nhau, tính năng khác nhau, nó sẽ có được cái bức ảnh ưng ý như là chúng ta mong muốn, và chúng ta cảm thấy vui hơn khi mà chúng ta chụp hình bằng điện thoại và chia sẻ. Đó, mình chia sẻ hôm nay như đó cho anh em. Cảm ơn anh em.